quý vị, bản tin Hoa Kỳ nối tiếp đã cho biết phát ngôn nhân tòa bạch ốc ông Sean Spicer từ chức. Phát ngôn nhân tòa bạch ốc Sean Spicer đã từ chức vào thứ Sáu ngày 1 tháng 7, chấm dứt một khoảng thời gian tại chức ngắn ngủi nhưng đầy sóng gió, sau khi mà Tổng thống Donald Trump đề cử ông Anthony Scaramucci làm giám giới chức truyền thông hàng đầu của ông. Hãng thông tấn Reuters dẫn lời một giới chức tòa bạch ốc cho biết ông Spicer, 45 tuổi, đã từ chức. Ông Sean Spicer có được sự chú ý toàn cầu sau nhiều lần bị dịu nhại trong chương trình hài kịch Saturday Night Live vì những cuộc chạm trán gây cấn với báo giới. Ông nhậm chức vào tháng 12 năm ngoái và trở thành một trong những nhân vật quen thuộc của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Ông đã bị chỉ trích là đưa ra những tuyên bố không đúng sự thật hoặc là gây ra hiểu lầm. Trong những tuần gần đây, ông Spicer ngày càng ít xuất hiện trong các cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc. Người thay thế vị trí của ông Spicer là Anthony Scaramucci, là một nhà tài chính tại Wall Street đã thường xuyên lên truyền hình bảo vệ Tổng thống Donald Trump. Một người phụ nữ trốn vào nhà thờ để tránh bị trục xuất. Thưa quý vị, một bà mẹ của 4 đứa con ở tiểu bang Connecticut đối diện với lệnh trục xuất sau khi sinh sống ở Hoa Kỳ trong 24 năm qua đã vào trốn trong một nhà thờ thành phố New Haven hôm thứ Năm ngày 20 tháng 7. Bà Neri Chavaria tới Hoa Kỳ từ Guatemala vào năm 1993 khi mới 19 tuổi. Sau khi đơn xin tị nạn của bà bị từ chối, bà ở lại Hoa Kỳ và làm người giúp việc nhà. Hàng năm bà đều đi gặp giới chức di trú, nhưng hồi tháng 6 vừa qua họ yêu cầu bà hồi hương. Thay vì tuân hành lệnh trục xuất, bà tìm tới một nhà thờ thuộc giáo hội Pentecostal xin nương náu. Bà được sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị ở Connecticut, trong đó có cả thống đốc Daniel Malloy. Trục lệnh trục xuất bà Chavaria được cho là phù hợp với chiến dịch bắt di dân bất hợp pháp của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, đài truyền hình NBC dẫn lời một giới chức di trú nói rằng giới chức liên bang không bố ráp nhà thờ để bắt người. Cháy rừng quốc gia Wharton ở tại New Jersey. Một vụ cháy rừng tại quận hạt Washington, tiểu bang New Jersey đã buộc nhiều tòa án nhân viên cứu hỏa phải làm việc từ hôm thứ Năm. Đài truyền hình NBC cho biết đám cháy đã thiêu hủy 1.000 mẫu thuộc rừng tiểu bang Wharton. Một đám khói lớn được trông thấy bốc cao hàng trăm bộ trên trời. Các cư dân ở tận đảo Long Beach và quận hạt Atlantic đều báo cáo họ đã ngửi thấy mùi khói. Các con đường rừng xung quanh Baston Village bị đóng vào thứ Sáu. Nhà chức trách đã yêu cầu người đi dã ngoại nên tránh khu vực này. Truyền thông địa phương cho biết vào khoảng 50 nhân viên cứu hỏa có mặt tại hiện trường để chiến đấu chống lại những ngọn lửa bùng phát từ chiều thứ Năm. Các giới chức cứu hỏa cho biết rằng đám cháy đã được khống chế khoảng 30% vào lúc này, mặc dù họ hoàn toàn không kiểm soát được ngọn lửa. Vẫn theo đài NBC, chưa có trường hợp thương vong nào được báo cáo vì đám cháy hoành hành tại một khu vực hẻo lánh trong rừng tiểu bang, nơi không có người cư ngụ. Một cô giáo đứng ở lề đường để xin tiền sắm học cụ. Thưa quý vị, một cô giáo ở tiểu bang Oklahoma quyết định ra đứng ở lề đường để xin tiền sắm học cụ cho học sinh. Đó là cô Teresa Danks, cô giáo dạy lớp 3 ở thành phố Tulsa. Cô cho biết kể từ khi ngân sách giáo dục tiểu bang Oklahoma bị cắt giảm trầm trọng, học sinh của cô lâm vào cảnh thiếu thốn học cụ. Hiện nay, cô phải dùng từ 2.000 tới 3.000 Mỹ Kim từ số tiền lương 35.000 Mỹ Kim một năm của mình để mua sắm học cụ cho các em học sinh. Được biết, tiểu bang Oklahoma đứng hạng gần chót về mức lương giáo viên so với các tiểu bang khác của Hoa Kỳ. Cô giáo Danks nói là cô quyết định xin công chúng giúp đỡ sau khi cô hay tin các nhà làm luật của tiểu bang sẽ không có giải pháp nào cho ngành giáo dục. Theo CNN, chỉ trong 6 phút đứng ở góc đường gần đường số 103 và xa lộ 44 vào hôm thứ Ba ngày 18 tháng 7, cô giáo Danks đã xin được 55 Mỹ Kim, nhiều hơn gấp đôi số tiền lương của cô tính theo giờ. Bản tin đời sống nổi tiếng cho biết, túi đất mặt trăng đã được đấu giá 1.8 triệu Mỹ Kim. Một chiếc túi từng được phi hành gia Neil Armstrong dùng để mang mẫu đất cát trên mặt trăng về trái đất đã được bán cho người ẩn danh với giá là 1.8 triệu Mỹ Kim. Cuộc đấu giá tại New York vào thứ Năm đánh dấu kỷ niệm thứ 48 ngày con người đặt chân lên mặt trăng lần đầu tiên. Trong cuộc đấu giá, chỉ có một vai người giành mua lấy chiếc túi. Nhà đấu giá Sotheby's chỉ cho biết người mua được chiếc túi là một người Hoa Kỳ và người này thực sự biết được tầm quan trọng của hiện vật. Sau khi phi thuyền Apollo 11 trở về trái đất vào tháng 7 năm 1969, không ai biết rõ số phận của chiếc túi chứa mẫu đất cát này. Người ta cho rằng nó đã nằm suốt nhiều năm trong một chiếc hộp tại trung tâm không gian Johnston ở thành phố Houston.
Sau khi biến mất khỏi trung tâm Johnson thì nó xuất hiện trong nhà đậu xe của một quản trị viên một viện bảo tàng ở tiểu bang Kansas, ông Max Ery, người bị kết án về tội trộm cắp năm 2014. Comic Con khai mạc ở San Diego. Thưa quý vị, những con rồng của xứ sở Westeros và những xác sống ở trong Walking Dead cho tới những con robot người nguy hiểm của Westworld, thời hoàng kim của truyền hình ngự trị tại sự kiện Comic Con thường niên ở thành phố San Diego, tiểu bang California năm nay. Comic Con khai mạc hôm thứ Năm ngày 20 tháng 7 và sẽ kéo dài trong 4 ngày, dự trù thu hút hơn 100.000 người tham dự. Trước kia thì Comic Con là một dịp tốt cho các công ty điện ảnh ở Hollywood giới thiệu với công chúng những dự án mới của họ. Tuy nhiên trong những năm gần đây, sự tham gia của đông đảo và hào hứng của người hâm mộ với các hoạt động cosplay, hóa trang thành các nhân vật đã khiến ban tổ chức thay đổi trọng tâm của đại hội. Năm nay chỉ có 3 hãng phim lớn từ Hollywood là Fox, Warner Bros, Disney có các buổi thuyết trình cùng với các hãng phim trực tuyến Netflix. 5 năm trước thì khán giả phải cắm lều ngủ ở bên ngoài để được vào sớm gặp gỡ các tài tử điện ảnh có mặt tại Comic Con. Đã có một áo cưới với 1.500 con bướm làm bằng giấy. Một chiếc áo cưới làm bằng giấy vệ sinh với 1.500 con bướm được một người mẹ có 2 con thực hiện trong thời gian rảnh rỗi của mình đã thắng giải nhất trị giá 10.000 Mỹ Kim trong cuộc thi thời trang kỳ dị ở New York vào thứ Năm. Đây là năm thứ 13 của cuộc thi Ripley's Believe It or Not, do công ty cung cấp đồ cưới Cheap Trick Weddings và công ty sản xuất giấy vệ sinh Quote Norton đồng tổ chức. Năm nay có tới 1.517 chiếc áo cưới dự thi. Ban tổ chức sẽ tặng 20 chiếc áo cưới hàng đầu cho những cô dâu gặp khó khăn vì công ty áo cưới Alfred Angelo khai phá sản vào tuần trước. Tác giả chiếc áo cưới đoạt giải nhất bà Carrie Culleto cho biết đã bỏ ra 3 tháng để làm chiếc áo cưới mang tên Quilted Enchantment với tà áo dài 6 feet. Bà kể khi làm được nửa chiếc áo bà đã bật khóc vì cảm thấy quá khó. Nhưng ngay lúc ấy một con bướm bay từ ngoài vườn và đã đậu trên tay bà. Và nối tiếp là phần tin giải trí. Thưa quý vị, ca sĩ Chester Bennington từ trần. Tin từ cảnh sát cho biết ca sĩ chính của ban nhạc rock Linkin Park là Chester Bennington vừa treo cổ tự tử vào ngày 19 tháng 7 tại nhà riêng ở vùng Los Angeles, hưởng dương 41 tuổi. Ông Bennington qua đời để lại 6 người con của 2 đời vợ trước. Từ trước tới nay, ông Chester Bennington không ngần ngại thổ lộ về cuộc sống nhiều trắc trở của mình. Từ chuyện ông bắt đầu hút thuốc vào năm 11 tuổi rồi nghiện luôn nhiều loại ma túy, sau đó còn nghiện rượu. Thêm vào đó, từ khi còn nhỏ, ông Bennington đã bị lạm dụng tình dục. Ban nhạc rock Linkin Park của Chester Bennington bắt đầu nổi tiếng từ năm 2000 nhờ album Hybrid Theories. Album phát hành gần đây nhất là One More Life với mới ra mắt hồi tháng 5 vừa qua. Theo chương trình thì toàn ban Linkin Park sẽ bắt đầu một chuyến lưu diễn mới vào tuần tới, địa điểm đầu tiên là thành phố Boston. Giới thiệu các phim mới được ra mắt trong tuần này. Có 3 bộ phim mới được ra mắt khán giả trong tuần này và phim thứ nhất có tên gọi Dunkirk là bộ phim đầu tiên mà đạo diễn lừng danh Chris Nolan làm phim vào sự kiện lịch sử theo thể loại phim IMAX quen thuộc đối với ông. Phim được quay một phần tại thị trấn Dunkirk có kèm theo rất nhiều cảnh của thường dân được dùng trong công cuộc giải cứu các quân nhân đồng minh năm 1940. Theo dự đoán, bộ phim này có thể thu được khoảng 40 triệu Mỹ Kim. Trong bộ phim thứ hai, Valerian and the City of a Thousand Planets, đạo diễn Luc Besson cũng trở lại loại phim khoa học giả tưởng quen thuộc. Truyện phim được phóng tác từ bộ truyện bằng tranh của Pháp có tên là Valerie. Chi phí làm phim được ước tính vào khoảng 180 triệu Mỹ Kim. Phim thứ ba là phim hài có tên gọi Girl Trip, là phim duy nhất có chi phí vào khoảng 20 triệu Mỹ Kim, nhưng có thể thu được tới 28 triệu Mỹ Kim trong tuần đầu tiên. Thưa quý vị, bản tin đời sống và giải trí đã kết thúc chương trình tin tức news này trong ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tin tức tiếp theo của VIETV.